Hello. Hello mọi người ơi. Mọi người ơi. Hello, hello quý vị, dạ, em chào mọi người. Dạ chào. Đức ơi vô kiếm tiền nè em. Vô kiếm tiền rồi này nọ nha Đức nha. Hello mọi người, Ngà Trương chào Ngà Trương. Quý vị ơi vô lên livestream chơi. Chỗ này tập kịch bị khan giọng rồi quý vị ơi. Bị khan giọng rồi. Hello Lâm. Hello chú Lâm lại cháu đây. Ok Phương Dương chào con. Và dạ, lời đầu tiên xin gửi đến tất cả chú tất cả anh chị mà trong livestream của em. Đấy, trả lời chưa? Điện đi. Lời đầu tiên xin em gửi đến tất cả chú tất cả chị lên sức khỏe là chào chú chồng nhất. Lý Lại, chào Lý Lại. Gì vậy? Anh Lâm ơi sao mau em to vậy hả? Để cạp nát em đây em, để nát, để đuốc em đây em. Hey. Quý vị ơi yêu quá hả Công Thành, dạ em chào Công Thành, dạ em chào Thảo Nguyên, dạ em chào mọi người nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người share livestream cho em được không ạ quý vị? Mọi người ơi, chúng ta lại chơi trò chơi. Chúng ta lại chơi trò chơi và chúng ta được nghe giọng hát thánh thoát hòa mi hót trong mưa của em. Thì mọi người sắp được chiêm ngưỡng một giọng hát phải nói là xuyên không gian, xuyên thời gian, xuyên mọi đó này nọ. Ok Hồng Sơn, Mai Thanh Tú, ok má yêu của con à, trời con Ánh Phương, con gái má chia sẻ chim má con. Rồi coi Bùi Thị Tinh Hằng là ai, Bùi Tinh Xanh với em. Rồi Đà Thiên Lý, trời ơi dòng em giờ nè, nè nè, nhạc đi. Quý vị nè, bây giờ đè ai nè, càng 100.000 nha, càng 100.000. Comment từ 1 tới 5 không được quản 100.000. Trong khi mà cho nó chợt hát hát. Và ngày hôm nay là âm thanh kiện. Alo. Giang quá vậy. Alo. Rồi bây giờ ai mà comment từ 1 tới 5 mà không được quản nha. Được tặng cái cạc 100.000 dành tặng người đó liền. Nhanh tay chân bây giờ ít người nè. Ít người vô giùm cho em đi em hát nha. Nhạc đi em ơi. Nhân dịp ngày hôm nay anh ông Cao Thắng đính hôn với chị chị Đông Nhi, em hát một bài hát được mang tên của ông Cao Thắng. Cười đi em, dẫu cho mình gần phải chia ly, dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau. Hứa với anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau, dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mới đây xa để xa nhau, đó cũng chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. And I will be back for you. Nói tiếng Anh luôn. Em hãy chờ và hãy đợi. Dù sống đó hát tiếng Anh bị sai liền. Yêu má quá hả? Rồi mấy con ơi, share livestream nha. Rồi vô comment giùm cho má nha các con, vô comment cho má từ 1 tới 5 mà không được quản. Như Lena ok Như Lena. Rồi em thấy mọi người rồi nha chị nha. Trời ơi gì vậy? Hát tiếp hả? Quỳnh nói phụ đi. Phải hát lại đi. Hát lại nha. Nè mọi người comment từ 1 tới 5 không được quản 100.000 nha. Lời nói đầu tiên ông Cao Thắng xin gửi đến tất cả cô chú tất cả anh chị lời sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Cười đi em, dẫu cho mình gần phải chia ly, dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau. Hứa với anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau, dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mây đây xa ngàn xa nhau, đó cũng chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. And I will be back for you. Em hãy chờ và hãy đợi. Dù sống xa chờ mà sẽ đợi, dù nước chảy dù đá mòn anh vẫn chung tình. Hay quá vậy, hay quá không? Cười đi em, dẫu cho mình gần phải chia ly, dù sao đi nữa. Thôi được, không hát nữa mặt đó. Thì thật sự là ngày xưa anh ông Cao Thắng anh hát bài này là em thầm thương trộm nhớ ông Cao Thắng rồi. Thì lúc đó là Đông Nhi chưa xuất hiện, nhưng mà sau này Đông Nhi xuất hiện thì em nhường nha.
Hello, hello, hello. Ok, anh Phương. Anh Phương gần được rồi nè. Anh Phương gần được rồi đúng không? Ai comment được từ 1 tới 5 mà không Đức Quảng nha. Nè, Phước Lộc nè, hay quá Phước Lộc ơi. Dù nước chảy, dù đá mòn, anh vẫn chung tình nha. Ai comment được từ 1 tới 5 mà không Đức Quảng thì lập tức sẽ tặng cả điện thoại 100 ngàn trên tại live stream mình luôn. Nhanh tay lẹ chân, Nguyễn Phước Lộc 2, Nguyễn Lộc Đức Dòi. Hằng Võ, cố lên Hằng Võ ơi. Hằng Võ ơi, hay quá hả Thảo Quyên, cảm ơn con. Thảo Quyên vô chơi đi con, Thảo Quyên. Thảo Quyên vô chơi đồ này nọ đi con ơi, con ơi, con ơi. Mọi người ơi, vô comment live stream đồ này nọ giùm em đi mọi người ơi. Đó, má ơi gọi con tên là Ánh Phương, má chào con. Trời đất ơi, con em quá trời vậy. Hằng Võ nè, vô comment giùm cho em. Quỳnh đi vô phụ đi Quỳnh. C đạt vô comment cho ta thấy được. Gì vậy? Ê sao mà 3G em không có gì hết trơn trời vậy? Hay quá Lâm hả, chị Lê Thảo em cảm ơn chị rất là nhiều. Ánh Phương ơi, gần được rồi nha em ơi. Má hay quá hả, ngày xưa má là ca sĩ nha, nha. Ngày xưa má là ca sĩ đó con. Hằng Võ sắp được nè, Hằng Võ ơi. Được rồi, được. Hello mọi người, rồi xe chim nha chị nha, xe chim cho em. Nhật Đạt Phan gần được rồi mẹ ơi, 100 ngàn thôi, từ 1 tới 4 thôi, từ 1 tới 4. Ai được từ 1 tới 4, ai được từ 1 tới 4 nha, từ 1 tới 4 thôi. Không cần từ 1 tới 5, từ 1 tới 4 thôi, chỉ từ 1 tới 4 thôi. Má đây con ơi, anh Phương ơi vô chơi đi con. Gì vậy? Cái gì? Trời ơi, nó trong rứt đó trời. Trong rứt á. Nè em là bây giờ là em có một đám con như vậy nha, em có một đám con tổng cộng là 32 đứa. 32 đứa, phanh cuộc, này, phanh cuộc, này. Lắc ẹt Thảo Quyên vô. Thảo Quyên ơi, em thắng rồi nha, Lilena được không? Ủa Lilena được vậy? Không được em nha, Lilena bên đây chưa thấy. Chưa thấy Lilena, mày sao Lilena? Mày sao mày? Mày sao sao? Nguyễn Phước Lộc gần được rồi em ơi, Nguyễn Phước Lộc gần được rồi. Nguyễn Phước Lộc ai mà không Đức Quảng, đưa cái điện thoại, đưa cái điện thoại cho anh vô đây test. Đây giờ test ra đây cho công bằng đây. Từ 1 tới 4 thôi. Đồng nhiên chưa xuống Lilena. Mày sao mày? Mày sao sao? Nè. Ai comment được từ 1 tới nè, nè đó, đờ Tờ Nguyễn, đờ Tờ Nguyễn nó vô, hay quá đờ Tờ Nguyễn ấy. Đờ Tờ Nguyễn, đờ Tờ Nguyễn bị đứt rồi em ơi, rồi comment nha, ai mà comment không biết quản. Hằng Võ cố lên, Hằng Võ đã nhảy lên, ôi đôi chiếc vàng, Hằng Võ ô Tô Ngọc Quỳnh, bà Tô Ngọc Quỳnh 3.000 năm mới vô một lần. Vút lên đi hả, má ơi comment nó giờ rồi má hả, đâu đâu nãy giờ đâu có ai đâu, đâu ai được đâu, đâu đâu đâu, không hề mấy má ơi. Má ơi ở trên kìa hả, đâu đâu đâu, như Lena, có thấy đâu. Uống như Lena được không quý vị? Quỳnh kiểm tra như Lena được không Quỳnh? Giờ biết sao đấy thì giờ làm lại đi. Đâu thấy đâu như Lena, mày xạo như Lena. Đạt kiểm tra đã. Không thấy mày ơi, mẹ coi đạt kiểm tra nè, 1 2 nè, đó 1 2 nè, đó. Quỳnh nhảy vô nè, Quỳnh 2 rồi nè, đó. Cố lên, cố lên, cố lên. Em được rồi, được đâu bà đội? Được đâu? Mấy bà đừng có xạo mấy bà. Mấy bà xạo xạo tôi không à. Nè nè nè. Chưa ai được nè, chưa ai được nè. Cố lên mọi người, từ 1 tới 3 thôi. Bây giờ từ 1 tới 3, không cần từ 1 tới 4. Không cần từ 1 tới 4. Phương Anh, Ánh Phương nè, má chào con ơi. Hằng Võ 1. Hằng Võ 1. Nhi được rồi hả? Ủa Nhi được không? Nhi được chưa? Chưa ai được anh ơi. Chưa ai được, mày ơi, mày xạo quá. Phúc Zalo ơi. Phúc Zalo ơi, làm lại nè, Nhật Đạt Phan là 1 nè. Nha, Minh Nga chính chủ, em chào chị Minh Nga nè. Chị Minh Nga có đi nước ngoài rồi đó, chị Minh Nga mình có mấy cái tour đồ này nọ, tour đồ vui vui. Chị có thể mời em được không chị? Trời đất ơi, em vô em live stream đồ này nọ cho chị Minh Nga. Dạ, Quỳnh 1 nè, Quỳnh ơi. Hằng Võ 2 nè. Hằng Võ 2 nè. Quỳnh 2 nè. Thấy không, đâu có ai được đâu, rõ ràng. Trời đất ơi, đâu có ăn gian làm gì mẹ. Trời đất ơi, đâu có ăn gian làm cái gì. Đúng không quý vị ơi, mọi người ơi. Xin lấy xe chìm giùm em. Vậy à? Nhiều phải không? Thôi bây giờ nè, bây giờ ai nạp trước nè, bây giờ cho cả gọi anh trước đi. Ha. Rảnh không hay là sao? Quý vị ơi, nãy giờ ai được quý vị, nãy giờ ai được quý vị nói giùm cho em trên đây em tặng rồi đó luôn nha. Ai được quý vị comment giùm em đi. Nhi Lena được đúng không Nhi Lena? Nhi Lena được đúng không quý vị? Quý hiểu vậy? Rồi Hào Lê, nhiều người hỏi cái tăng cân tôi quá trời luôn Hào Lê. Hào Lê, mày còn bán cái đó không vậy Hào Lê? Con được chưa má hả? Nãy giờ ai được cái gì đi, ai được thì em tặng luôn nè, em tặng cả điện thoại luôn nè. Không có nói nhiều, không nói nhiều. Nhi Lena đúng không? Nhi Lena, qua kiểm tra Nhi Lena chia sẻ chưa? Bắn 100 ngàn giùm cho Nhi Lena.
người gửi cho em rồi, có người gửi là Nilena đúng không? Nilena đây, rõ ràng vậy chắc là do mạng rồi nè. Ê Nilena, mày có fan như Nilena 1 2 3 4 5. Nilena đã được như vậy nha. Dạ thôi cào cào cho tặng luôn đi Quỳnh. Nilena ơi, anh comment ấy lộn, anh bắn cho em 100.000 nha, gửi cho Nilena này giùm anh đi. Nilena, em mốt mày chơi mày phải chia sẻ cho Nilena. Nilena, chơi là phải chia sẻ đàng hoàng, đúng rồi. Hay quá ha, thuận Nilena có fan luôn mày. Chụp chơi có fan luôn này nọ rồi chụp màn hình gửi qua. Nè, mấy mốt ai mà làm được á chụp màn hình gửi cho Lâm nha. Dù nhiều khi mà trên máy của Lâm, nhiều khi trên máy của Lâm cũng vậy. Rồi mạng nó yếu, cái Lâm làm không kịp, Lâm thấy không kịp cho nên nhiều khi bị sai sót nha. Nilena ơi, đâu rồi Nilena ơi? Nilena, Nilena. Chị sẽ đòi hả? Ok, bắn cho Nhi vậy sao mày? Nhi vậy sao mày? Nhi bắn cho Nhi 100.000 giùm anh cái. 100.000 liền tay trời ơi. Em là đại gia mà gì, em mà trùm mà cái gì trời đất ơi, thiệt sự luôn. 100.000 liền, 100.000 liền. Vô ngồi chơi này nọ được 100.000 xài chơi, được 100.000 Quỳnh vô lai phụ đi Quỳnh ơi. Trời đất ơi, em ơi, em làm biến quá, vợ chồng người ta nói là đồng vợ đồng chồng tắt biển đông cũng cạn. Mà có con vợ nó làm biến quá làm biến, thiệt sự luôn. Nilena anh thấy ok Nilena. Gửi cho Nilena chưa? Rồi, rồi bây giờ anh sẽ gửi cho bé Nhalini, Nhalini nha, Nhalini ơi. Quỳnh like đi Quỳnh, Quỳnh nói chuyện đây. Hôm nay mấy chị đã muốn tắm trắng rồi, mấy chị vô đây nha, mấy chị nha, em sẽ tư vấn cho cả nhà mình luôn. Ok, Nguyễn Phước Lộc, Nilena cảm ơn em đi hả? Ok em. Dạ, hôm nay bị đen lại rồi cho nên sẽ test tắm trắng cho mấy chị coi nha, cực kỳ hiệu quả luôn mọi người nha. Dạ mọi người nhớ chia sẻ like giùm em cho mọi người nha. Dạ chơi tiếp còn chơi nữa nha mọi người nha. Để Lâm ảnh test xong rồi một ảnh sẽ xuống coi là kiểm tra mọi người nha. Ai được thì sẽ được tặng kẹt cho mọi người nha. Dạ chào chị Ngà Chương nha mọi người nha. Gì vậy? Mọi người nha là gì? Gì vậy? Gì mọi người nha hoài vậy? Dù gì đúng không? Dạ phải mày để test. Đạt mở làm chị cái đã. Dạ tắm trắng, mấy chị comment dòng giùm em nha mọi người nha, từ 1 đến 4 nha mọi người nha. Còn dạ chào Thảo Nguyên với Thảo Nguyên ơi. Dạ nó tắm trắng mấy chị ơi, đen quá trời đen rồi, giờ phải test tắm trắng. Cái chai tắm trắng này là chai tắm trắng hay hoạt tính nha mọi người nha, trị giá 490.000 một chai, bây giờ sẽ test cho mọi người coi nha. Đây là cái chất hay hoạt tính nha mọi người nha. Nhìn nó đen đen vậy thôi nhưng mà khi mình test lên nó rất là trắng luôn. Chỉ khoảng tầm khoảng 15 đến 20 phút nha mấy chị nha. Cái này là nam nữ đều sử dụng được hết nha mọi người ơi. Đen như vậy chứ mà xuất lên là rất là trắng luôn, hiệu quả cực kỳ luôn. Nay em bị đen rồi cho nên em sẽ test cho mọi người coi nha mấy chị nha. Hello hello hello. Ui về em mới tôi nét vô. Dạ em chào chị Lê Thảo nha. Mình test mình tắm cho giùm em. Cái này là super body nha mọi người nha, nhưng mà mọi người có thể tắm da mặt được luôn. Mình có thể tắm mặt được luôn nha mấy chị nha. Nam nữ đều sử dụng được hết nha. Rất là trắng và rất là hiệu quả. Đây là sản phẩm tắm trắng của Hàn Quốc nha mấy chị ơi. 100% là từ Hàn Quốc. Cái này là 490.000 một trăm mấy chị. Mua cái này là ship nha. Đúng rồi. Cái này á không có màu xám với màu đen nha. Màu xám màu đen. Khi mà mọi người mua về á nó sẽ có hai cái chất như vậy nha. Một là màu xám, hai là màu đen. Dù nhiều khi mấy chị nó ủa trời ông Lâm test sao màu đen mà ra tại sao màu xám đúng không quý vị ơi. Quỳnh ra đi Quỳnh ơi. Dạ. Quỳnh cút xéo đi. Thì quý vị ơi, em đã trở lại rồi đúng rồi, cảm ơn mọi người rất là tình nhiều nha quý vị ơi. Thì bây giờ nhiệm vụ gì, bây giờ ai comment được chụp màn hình gửi cho em đi, ai comment thơm những gì nha. Thì đây là cái nguyên liệu gồm những gì, nguyên liệu trong đây là gồm than hoạt tính như vậy nha, than hoạt tính chứ không phải là than hoạt hình nha. Than hoạt hình là trong chôm và chết chi nhau gì nha. Ở đây là than hoạt tính, nó cộng với là bia lên men nha, bia lên men cộng với trà xanh ha 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 ha, trà xanh đồ này nọ. Đúng rồi, bây giờ mọi người mua hàng liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Đây mình xức lên giùm cho em và để chừng 15 phút là mình tắm lại là da mình sẽ trắng và sáng cực kỳ. Chị em nào bây giờ mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho bé Lê Dương Bảo Lâm đáng yêu dễ thương như vậy nha. Thì chị nào mà đang đây là cái loại mà ta nói là cái loại mà coi như là cao cấp như vậy nha, nguyên liệu 100% là nhập khẩu từ Hàn Quốc. Lấy cái ship này ta để sản phẩm lên coi. Dạ, mình yêu thương sao. Mấy chị ơi, một chai tắm trắng như vậy màu đen vậy là 490.000 một chai nha mấy chị nha. Đây là tắm trắng một bước, cái gì mình mua một bộ là người quốc em body luôn là 1.470.000 gồm 4 sản phẩm nha.
Dạ bốn sản phẩm, cái này chúng ta có thể tắm mặt được luôn nha quý vị nha. Bây giờ là mặt em không tắm nên em đi làm, đến đầu em đi chùa, cho nên em không có tắm trắng mặt được như quý vị nha. Thì bây giờ anh chị em nào muốn comment để số điện thoại giùm cho em. Một chai này là 490.000 nha quý vị nha. Một bộ của nó là 1.470.000 gồm 4 sản phẩm. Rồi thứ nhất là một chai sữa tắm nha, một chai sữa tắm. Thứ hai là một chai body ban đêm và một chai body ban ngày. Dạ. Em là người ta nói đang sử dụng cái này cái gì nha. Và quý vị biết không, khi mà mọi hàng ngày đó người ta inbox hỏi cái này rất là nhiều. Bởi sao? Nó chất lượng nó ok, và đặc biệt là không châm chích, không gây ngứa. Đây quý vị coi nè, khi mà nè quý vị thấy không, khi mà cào nó trắng đâu vậy, nó rất là trắng luôn, nhìn là mê liền, chết mê chết mệt liền nha nha nha. Quý vị thấy không, là nó sẽ trắng khác liền, mình để chừng 15 phút thôi. Khi mà mọi người xài thì mọi người nhớ cào giùm cho em để mọi người coi nó lên tông chưa, lên tông chưa chứ gì nha. 490.000 nha quý vị nha. Ai mua hàng comment để số điện thoại hoặc là liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Mạnh Linh Bùi là bạn đang bán. Má làm đang yêu hàng gió ơi, hàng gió ơi. Em tắm hai tay luôn và anh tắm một thân. Tắm một tay thôi, bây giờ nếu mà đen quá, vợ em đen quá thì vợ em sẽ tắm hai tay cho vị như vậy nha. Dạ, cái hộp nó như thế này như vậy nha, hộp nó như thế này. Bây giờ trên thị trường hàng giả rất là nhiều gì nha, cho nên mọi người cẩn thận giùm cho em. Mọi người muốn mua hàng mà chắc ăn, mọi người muốn mua hàng chất lượng thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lại chân, nhanh tay chân comment, comment giùm cho em, comment cho em. Chai AE Skin, AE Skin ACE. Bạn di động 200 MB đứng về lẻ. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chị nào mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em gì nha. Một bộ gồm 4 chai như thế này. Đây, 4 chai nó như thế này nha gì nha. Đây, thấy không, thấy không, thấy không. Một bộ là 1.470.000 nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay cả nhà mình mua được free ship hết nha. Mà chị mua lẻ một chai cũng được luôn. Một chai tắm trắng màu đen hang mặt tính như thế này là 490.000. Kem body cũng là 490.000 luôn nha mấy chị nha. Mà em nói gì xài rất là im. Cái chai body ban đêm bây giờ em tắm thử, lấy em test thử cho chị coi. Văn Tiến Lê, chào Văn Tiến Lê, lâu quá rồi em có khỏe không em? Siêu trắng nha mấy chị nha. Siêu trắng cho mấy chị luôn đó. Da ai mà đen là nên sử dụng giùm cho em nha mấy chị nha. Gia đình livestream là đây chứ đâu. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gia đình livestream người ta là có gia đình song ca, gia đình vượt khó, gia đình văn hóa. Còn tụi em là gia đình livestream. Quỳnh ơi, gọi tên anh đi nào kìa. Dạ ai vậy? Tiến nè. Anh Tiến ơi, chào anh Tiến nha. Tụi này nó xấu lắm, này rất là xấu luôn. Tiếng này rất là xấu. Yêu má quá trời quá đất hả? Má yêu con. Mấy con của má này, mấy con chia sẻ giùm cho em. Ghi mà lên bùi giùm vô giùm. Dạ cái này mấy chị tắm là không hề bị khó chịu, không hề bị nóng, cũng không hề bị vàng lông nha mấy chị nha. Không chăm chích luôn. Đúng rồi. Nó rất là mát mẻ, dễ chịu, thơm nữa, cái mùi không nồng đực nha mấy chị nha. Trang Trang để cảm ơn chị rất nhiều. Chị Trang Trang ơi, Bùi Linh ơi, liên hệ Trang Trang giùm cho anh Lâm nha. Bây giờ chị em nào mua thì comment để số điện thoại giùm cho em gì nha. Cực kỳ trắng luôn. Em đảm gì, đảm bảo là không trắng đây. Khi mọi người xài là một cào cào giùm cho em. Cảm giác đó, mình cào cào nè, cào cào. Đúng rồi, đồ gói nè. Rồi bị thâm bẹn nè. Rồi thâm này là gì? Đầu gói. Cù chỏ má. Cù chỏ nè, đầu gói nè, bẹn đồ này nọ mà đen mà sức là mình xà lên giùm cho em. Massage cạch 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 15 phút để ra. Cực kỳ trắng nha. Anh Lâm để tóc này đẹp hả? Cảm ơn em. Tóc thật nha cưng nha. Thì anh dưỡng cũng rất là lâu tóc này. Ha, dưỡng rất là lâu. Mà mỗi khi mà live stream thì bới cái đầu cũng hơi cực nha em nha. Ok Minh Châu, cảm ơn chị. Vợ Trung nè, xe chim cho Lâm chưa? Ok Minh Châu, mọi người sẽ live stream cho em đây. Khi mà mọi người xài thì mọi người cào ra không vậy ha. Trời ơi, đây bây giờ để chừng 15 phút thôi. Bởi vì da em là thuộc dạng da mỏng như vậy nha, da mỏng nha. Mấy yêu hả? Ừ, con yêu. Trời ơi, con em nhiều quá vậy. Này con cái em quá trời quá đất. Dạ mọi người có thể mua lẻ một chai được cũng được nha mấy chị nha. Một chai tắm trắng màu đen như thế này là than hoạt tính là 490 ngàn. Cả nhà mình mua sẽ được free ship toàn quốc. Bây giờ cả nhà mình ai đặt hàng để lại số điện thoại địa chỉ giùm em cho mọi người nha. Quý vị xài tắm trắng là quý vị ra ngoài nắng thử giùm cho em. Ra ngoài nắng tự nhiên cảm thấy cái da mình nó bừng sáng lên, nó bừng sáng lên. Ví dụ nhiều khi ở trong nhà nha, đèn trong nhà nó bị thiếu đồ này nọ, thiếu ánh sáng. Thắt biếm được 25 được em nha, được hết nha cưng nha. Bao nhiêu tiền một bộ chị Lê Thúy ơi? Giá của nó là 1.470.000. Nếu như chị mua thì liên hệ trực tiếp cho bạn giám đốc là bạn Bùi Mạnh Linh luôn. Dạ, bà Bùi Mạnh Linh sẽ tư vấn cho mọi người. Còn vợ chồng em chỉ là ta nói người mẫu như là siêu mẫu quảng cáo thôi, không có án. Má này con thưa Quỳnh, trời đất ơi, thằng này nhìn ghét hả? Trời ơi, tao ưa mày cái thằng gì tỉnh giấc còn ai kìa. Tỉnh giấc còn ai mày hiểu không? Mày tên là tỉnh giấc còn ai là mày hiểu rồi đó, mày hiểu rồi đó. Khi mà mày ngủ một cái là dân chúng ai cũng sợ mày hết trơn. Trời, tao bỏ tao đi hết trơn. Cái khi mà mày tỉnh giấc, ta chẳng còn ai. Mày hiểu không? Mày hiểu không? Là cái tên là nói lên tất cả, hiểu không? Mẹ tên Lê Dương Bảo Lâm đẹp kìa. Trời ơi, Lê có nghĩa là gì? Có nghĩa là trái lê, hiểu không? Dương có nghĩa là con dê, đúng không Quỳnh? Bảo có nghĩa là bảo vệ, đúng không? Lâm có nghĩa là rừng.
trái lê nè, trái lê con dê nó ăn trái lê xong nó bảo vệ rừng, trời tên ý nghĩa quá trời. Còn tên mày tỉnh chất chẳng còn ai, mày hiểu không? Khi mà mày thức người ta không dám đi, bởi vì đi mày quýnh người ta, hiểu không? Khi mà mày ngủ, mày nhắm mắt mày ngủ, cái mày giật mình dậy, Quỳnh bỏ chạy nha, lúc tỉnh. Khi mà mày nhắm mắt lại, ai cũng đi hết trơn rồi, mày tỉnh vậy, ta chẳng còn ai, ta chẳng còn ai. Đó, cái tên nói lên tất cả, nha. Mày yêu ơi, má này con ơi, mệt ghê lắm, vô mà tao nói tư vấn, mà tao nói kể chuyện này nọ, quá mệt mỏi. Rồi, chị em nào mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em nha mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị của em rất là nhiều. Má yêu hả má là con ơi, đừng comment số nữa mấy má ơi, đừng comment số nữa. Anh Dương Lâm Đồng Nai cảm ơn quý vị, đừng comment số nữa. Đây, thấy gì không? Nè, khi mà mình sử dụng mình nhớ tắm rửa sạch sẽ giùm cho em. Nhớ tắm rửa sạch sẽ giùm cho em nha. Ở đây là em lao chỗ gì coi, em lao chỗ gì coi, cho nên nó không có sạch nè, nhưng mà quý vị bên nó rất là bật tâm, trắng sáng cực kỳ. Và khi mà mình biết nó trắng hay không là mình ra ngoài sân giùm cho em, khi mà trời nắng mình ra mình để hai cái tay này, cảm giác là mình trắng nhau gì nha, rất là trắng luôn, rất là trắng, bởi vì ra ngoài nắng mới thấy đỏ nha quý vị nha. Má gọi tên con, ok Ánh Phương, má thấy con rồi. Tóc thắt bím à, ok má ơi, xe lai chim cho má đi mấy em ơi, mấy em ơi. À, để tự nhiên đi, đem quá chất vô ung thư hả? Thì bạn cứ để tự nhiên, thì bạn để tự nhiên mà mắc cười quá. Là tôi biết là bạn con người bạn đẹp như thế nào rồi đó. Tôi biết là bạn đẹp như thế nào đó. Mọi người mua hàng là điện cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Miên miên hai bộ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em gì nha. Nhanh tay Quỳnh đi luôn rồi. Đó, tỉnh giấc chẳng còn ai. Này, sao dễ sợ mà duyên hả? Ngân Nguyễn xe chim cho anh, tưởng vô chữ anh em. Mấy con ơi, mấy con má vô tấn công liền. À, sao chai than ủ trắng của bạn có màu đen? À bé Tiên ơi, trên thị trường chỉ có bạn Bùi Mạnh Linh bán thôi nha, bạn Bùi Mạnh Linh bán thôi, còn những bạn còn lại là bán hàng giả hết, cho nên mọi người cẩn thận giùm cho em nha, cẩn thận giùm cho em. À, mua ở đâu tôi không biết, mua ở đâu vô bán vốn tôi hoài, liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em chỉ like cho Bùi Mạnh Linh thôi nha quý vị nha. Còn mấy má kia là em không biết những gì nha. Dạ, bây giờ để tránh hàng giả hàng nhái, bây giờ mọi người tập trung vô Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Ánh Phương má nè con ơi, hàng giỏ má nè, trời ơi Ánh Phương fan em nhiều quá trời luôn. Ánh Phương ơi, Ánh Phương xe lai chim cho má chưa con? Đây, cái gì khi mà mọi người xài thì làn da của mình sẽ trắng lên và bật tông lên và sáng. Và sau khi mà mình xài chai xong những gì nha, thì mình xài chai sữa tắm hàng ngày giùm cho em, thì hai chai y chang nhau, nhưng mà bên trong nó là khác những gì nha. Chai này là màu đen, còn chai này là màu hồng những gì nha, màu hương. À, dạ rồi má, ok má quá trời má rồi con ơi, má thấy mấy con rồi. À, mấy con đừng có comment má ơi, má ơi, rồi người ta biết là lần này nọ làm sao. À, chào em đi ha. Giờ em đi toilet rửa cho gì coi, rửa cho chơi. Chợ tình dạo này sao nè hả? Nó rất là an toàn cho da mình nha gì nha, rất là an toàn cho da mình. Khi mà mình sức lên nó không châm chích, không gây ngứa. Ví dụ nhiều khi với sản phẩm khác, mọi người để chừng 5 phút mọi người cảm thấy nó châm chích ngứa rồi, nhưng đối với cái này là không bao giờ có cảm giác, không bao giờ có cảm giác đó. Mua 10 bộ ship qua Mỹ được không Quỳnh hôm qua hả? Chị Kenny Trăng ơi, chị inbox cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Inbox cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em nha. Nha 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 nha. Má ơi gọi tên con Kim Hồng ơi. Kim Hồng ơi kết bạn với má cho con. Con trời ơi, Kim Nguyên má nè, má này cô ơi. Trời ơi, mấy con ơi đừng kêu má nữa. Má biết rồi. Má thấy mấy đứa rồi. Chị Quỳnh mất tiêu rồi, chị Quỳnh nè mấy bạn ơi. Đây, khi mà mọi người sử dụng thì mọi người phải nhớ sử dụng thường xuyên giùm cho em như vậy nha. Khi mà da mình bật tông, tẩy tế bào chết xong thì cái mọi người xài cái sữa tắm hàng ngày, nó sẽ khóa trắng lại cho mọi người, nó sẽ khóa trắng cái làn da cho mọi người nha. Nó sẽ khóa lại, nó sẽ bảo vệ cái làn da của mọi người. Và sau khi mà trắng xong rồi, mọi người nhớ scan body giùm cho em. Đây, bây giờ em thử cái này cho mọi người coi nha. Dạ, mấy chị ơi, em vừa mới tẩy cho mấy chị coi nha. Da em bây giờ tắm xong nó rất là mịn và rất là sáng luôn. Bây giờ sẽ tắm, mình sẽ test scan body nha mấy chị nha. Đây là hai dòng scan body ban ngày và ban đêm, tinh chất của ban ngày là có chất chống nắng cho mấy chị luôn, với giá là 490.000 một chai. Còn ban đêm là có tinh chất là thẩm thấu cho làn da, không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Ẹt con đi má ơi, hả? Lát con vô rúp đi, lát con vô rúp con kêu là má ơi, ẹt con đi là má ẹt nha con nha. Mấy con của má ơi, mấy con của má. Đây mấy chị ơi, chỉ còn vài giọt thôi nha mấy chị nha, là chỉ cần vài giọt thôi, siêu tiện lợi, siêu đáp cái gì không? Nè, cái sữa tắm này nó có bọt như vậy nha, nó có bọt. Và khi mà mọi người tắm á, nó rất là sạch cho mọi người luôn. Và nó quá trắng cái làn da mình lại, nó trắng cái làn da mình lại nha. Ánh Phương chào con, đây, quá trắng lại và làm tông da sáng lên, bật tông lên.
trắng lên. Ok anh Phương, má nè, má nè, các con, con để má bán đồ đi lắm mà lần rồi má mua cơm về cho các con ăn. Không, trắng lắm gì ơi. Da em hồi nãy nó bị rám nắng, nó bị khô mấy chị, sau khi em tắm rồi nó nhất phòng bệnh rồi, rất là trắng bật tông rõ rệt luôn mấy chị ơi. Mấy chị xài thử đi, là mấy chị mê liền, chết mê chết mệt với em liền, thiệt sự luôn mấy chị. Không hề bị vàng lông nha, em có lông tay đây, không hề bị vàng lông nha mọi người nha. 490.000 một chai thôi, bây giờ gãy mình ai mà muốn mua là inbox trực tiếp cho mình lên Bùi Dùm Em nha. Để tránh nhầm là mình bị chốt hàng giả nha mọi người. Đúng rồi, bây giờ hàng giả nhiều lắm cho nên mọi người cẩn thận giùm cho em. Và khi mà mọi người sử dụng mọi người nhớ cắt ngón tay như vậy nha. Để nó vô nó kẹt mà nhìn rất là dơ nha, nhìn rất ở dơ như vậy nha. Hàng này hàng này có bách sành không mà không có con bớt con trai cái gì rất là trắng cái gì nha. Mặc dù không mua nhưng vẫn xem anh thích tiếu tiếu hả? Đúng rồi em ơi, tiếu không em, rất là tiếu em ha. Càng ngày càng duyên ha. Cô Tiết Mai Ngô, trời ơi, cô Tiết Mai Ngô, cô rảnh rảnh nè, nào cái gì ha, là da mình sẽ sáng lên và tông và trắng lên như gì nha. Chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em. Tay cũng đen hơn má rồi hả? Đúng rồi con, mình phải sử dụng nha. Bây giờ là chị em nào mà bị đen quá thì nên sử dụng hàng ngày giùm cho em, bởi vì nó dưỡng da, cung cấp độ ẩm cho da, và đặc biệt cái chai bên ngoài, cái chai gì quên, chai body ban ngày là nó chống nắng cho mọi người luôn. Đây. Đúng rồi, body ban ngày có tinh chất chống nắng cho mấy chị luôn nha. Body là hai chai này đều đồng giá với nhau hết là 490.000 một chai. Cái mình mua một bộ là gồm 4 sản phẩm là 1.470.000. Cái mà sẽ được free ship toàn quốc cho mọi người nha. Và được tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Đây, khi mà mọi người mua thì ta nói là nay có tặng quà không ta? Thôi khỏi tặng đi. Có tặng quà không? Bùi Mạnh Linh có tặng quà không nè? Bùi Mạnh Linh má ơi, con đàn yêu má hả? Anh Phương ơi, trời ơi, anh Phương fan ruột nè. Kim Hồng fan ruột luôn nè. Trời đất ơi, Quỳnh An nè fan ruột nè. Con Hằng Võ nè, đang buồn gặp ông này hết buồn hả Đặng Huệ? Đúng rồi Đặng Huệ ơi, buồn làm gì, cuộc đời tao đã sống được nhiêu, sống được bao lâu đâu buồn làm gì. Hay vui lên nè Kim. Ủa, bà dơ quên tên rồi, quên mẹ rồi. Hay vui bà gì vui ta? Hãy vui lên đi cho tình yêu mới quay về, tay em trong tay anh cho tình yêu luôn tấm nồng. Hãy trao cho nhau trong nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật lòng em nha. Dùng cả mặt được luôn, dùng cả mặt được luôn. Dạ chào Bảo Lâm, dạ em chào bạn, dạ chào bạn. Mua ủng hộ má con đi, thằng giỏi cảm ơn con rất nhiều. Thằng Quý Cường Ngô mày cứ làm mày cái linh gì vậy mày? Hường Ngô. Dạ má đây con, má đây Yến Nhi. Quý vị ơi, thì hiện tại em đang tập Lay Son Hoài Linh nha. Ai mà muốn coi em diễn kịch thì này nọ thì nhớ mua vé ủng hộ giùm cho em. Dạ, chỉ có mấy trăm ngàn thôi, 200 ngàn, 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn, tùy theo loại vé như gì nha. Thì ủng hộ giùm cho em một vé chẳng đáng là bao, 10 vé cộng lại giúp chị Cát Phượng xây 30 cái nhà lầu. Chị Cát Phượng bán vé như gì ha. Dạ bây giờ là mấy chị nào đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, hoặc là inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. 490.000 một chai thôi là mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha mấy chị nha. Thằng Võ ơi, trời ơi, mấy đứa này sao nay nó làm rần rần vậy trời. Mấy con hôm nay con làm rần rần, ta nói trong group 800 năm rồi mà ta nói không có thấy đứa nào vô comment trơn trời. Giá một bộ chị Tisha Prosco, chị tên gì? Tina Sico hả? Tina Sico, một bộ đó là gồm 4 chai chị yêu, một bộ nó gồm 4 chai như thế này nha. Một chai mình đen thui thù lùi như thế này là mình tắm trắng một lần, còn chai này là chai sữa tắm hàng ngày, mình bỏ toilet mình tắm hàng ngày giùm cho em. Và cái mùi thơm nó rất là thơm và nó đặc biệt, nó khóa trắng cho mọi người lại. Khi mình tắm trắng xong thì nó khóa trắng làn da lại. Và chúng ta sẽ đến với tiếp theo là chị ba trong gia đình. Chị ba này mang tên là chị ba ban đêm nha. Ban đêm mới xích chị này, là trong chị này nó có như cái chất lotion nó vậy, nó mềm lắm, nó mịn lắm và nó rất là thơm. Và nó không màu, không mùi nha. Có màu trắng, có mùi, không có vị, không vị em chưa nếm. Nhưng mà mọi người sức lên là mình cảm thấy làn da mình nó mướt lắm vậy. Mướt lắm vậy. Yêu má quá hả, mua một chai được không? Mua một chai cũng phi ship luôn nha. Khách hàng là cha là mẹ, em sẽ phi ship hết quý vị luôn. Hàng giỏ, cảm ơn con. Bây giờ là mấy chị đặt hàng, mấy chị để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Đây là chai tắm trắng một bước là một tuần, mấy chị sử dụng giùm em khoảng 2 lần nha mọi người nha. Một lần mình sử dụng khoảng 15 đến 20 phút, mấy chị xúc lên sau đó tắm lại giùm em là nó sẽ bật lên 2 đến 3 tông nha mọi người nha. Đúng rồi, mấy chị xúc lên giùm em mình xúc body nha mọi người ơi, nhưng mà cái sản phẩm này của Hàn Quốc, mấy chị có thể tắm cho da mặt được luôn nha. Đúng rồi, yêu má quá, cảm ơn con rất là nhiều. Bây giờ mọi người mua hàng comment để số điện thoại như vậy nha. Inbox để con trai sử dụng, đứt râu con trai cũng nên sử dụng nha. Anh nào muốn trắng em nha.
anh nào mà muốn ngon ăn vừa miệng như em mà tao nói mưng mởn như em thì mấy anh nên để lại số điện thoại giùm cho em, bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cho mấy anh. Bởi vì con trai bây giờ là phải trắng trẻo, bởi vì đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Tăng 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 ở trên anh mập của Phương Quỳnh mới đẹp mấy bữa mập mẹ rồi không má. Con ruột của má nè, dạ đúng rồi, nói gì nha, mọi người phải nên xài cho em. Mấy anh mà tao nói mà hay làm ngoài nắng rồi đó, mấy anh mà bị đen rồi này nọ mà không có bồ đó, bởi vì sao? Ví dụ nhiều khi là mình không phải là mình xấu trai đâu, mà làm da mình đen quá, mấy anh nên sử dụng bồ để dùm cho em, để da mình trắng, da mình sáng và da mình đẹp. À, chỉ có là anh Lâm mới coi hả, vui quá hả? Mẹ con ruột má hằng vỏ. Mấy rồi, Yến Nhi nè, gái ruột của tôi nè. Ok Tina Sico, cảm ơn chị rất nhiều vì ủng hộ giùm cho em bộ như chị nha. Xài mê, em thiệt xài là mê. À, anh Phương nhỏ con thứ ba của tôi nè. Má đẹp quá thế còn duyên chứ trời đất ơi. Trời đất ơi. Má đẹp má duyên con thiệt sự. À, ok Yến Nhi rồi nè. Má ơi con đen hơn má rồi. Trời sao con trắng hơn má được. Đem dưỡng rất là kỹ như chị nha. Da là em dưỡng rất là kỹ. Bởi sao? Là mình phải dưỡng như gì nha. Cái làn da đó rất là quan trọng. Ông bà ta có câu cái da cái tóc là gốc con người. Phải không? Dạ mấy chị nên mua sử dụng giùm em, dùng thử một chai cũng được nha mấy chị nha. Rồi hẳn một bộ là 1.470.000, lẻ một chai là 490.000, mà mấy chị mua lẻ một chai cũng được free ship toàn quốc nha mấy chị nha. Mấy chị nên mua trên livestream này của em, dùng nhiều khi mà em kết thúc livestream rồi bình thường cái mấy chị hay vô mấy chị hỏi lắm, em không có trả lời nha. Còn ngày hôm nay đó em vừa livestream đó em bán đồ rồi này nọ, chị em nào mua comment để điện thoại. À, má ơi con đen hơn mẹ rồi hả? Con mốt lớn nó đi rồi má cho con tắm trắng. Giờ con nhỏ quá từ từ tắm trắng con. Gái em mấy đứa gái đứa nó đen không vậy? Gái em đen không à? Mọi người có thể lên mới cho em mạnh lên bùi giùm em để đặt hàng nha mấy chị nha. Hoặc là để lại số điện thoại trên like giùm em luôn nha cả nhà ơi. Tránh là mấy chị nhớ nghe inbox trực tiếp cho mình lên bùi giùm em, mấy chị nào muốn lấy sĩ mình muốn làm đại lý gì đó inbox cho mình lên bùi giùm em nha cả nhà nha. Đúng rồi, bên đây đang mở chi nhánh tiễn sĩ toàn quốc như vậy nha. Chị em nào đang muốn kinh doanh dòng sản phẩm cao cấp ES Skin này thì bấm điện thoại lên và alo cho Mạnh Linh Bùi để có được những ưu đãi tuyệt vời. Quý vị ơi, ES Skin nó trắng lắm, sức lên là da dẻ đẹp ngay. À. Dạ, một chai là 490.000. Dạ, ok chị Nguyễn Thị Yến nha. Mình dạ. Chị Nguyễn Thị em cảm ơn chị rất là nhiều, chị yên tâm, chị đừng bao giờ so sánh cái sản phẩm này ngoài chợ như vậy nha. Dạ, ở đây là hàng của Hàn Quốc, có tiếng Hàn Quốc, White Kingspat Air Skin đó, toàn là tiếng Hàn Quốc như vậy nha. Cho nên mọi người yên tâm giùm cho em, mà bây giờ sẽ thử một cái loại được mang tên là cái body ban đêm và ban ngày như vậy nha. Hai cái nó khác nhau, cái body ban ngày nha, cái body ban ngày là nó có chất chống nắng và nó sẽ trắng hơn bởi vì nó sẽ lớp makeup cho mọi người. Còn cái ban đêm này nó không có tắm trắng, nó không có trắng nắng. Đúng rồi. Dạ cái ban đêm á là mấy chị xuất vô là mình đi ngủ là nó sẽ thấm nóng vô làn da của mình liền, không hề bị bết đít nha mấy chị nha. Xuất vô là thấm và rất là mịn màng da mình luôn, là nó có tinh chất là làm trắng cho da mình nữa nha mấy chị. Đây hai cái chai nó y chang nhau như mọi người nha, nhưng mà mọi người nhớ là cái chai xanh là chai ban ngày, còn cái chai mà whitening body cream là chai ban đêm như vậy nha. Còn chai sun body protection makeup là chai ban ngày. Là bây giờ sẽ xuất cái chai ban ngày lên, bởi vì ban ngày nó có lớp makeup cho mọi người thì để cho mọi người thấy được nó cái nó rõ ràng như thế nào thì em sẽ xuất thử này cho gì coi. Đó. Mình xuất vô là thấm thấu vô liền nha mấy chị nha. Nó lạnh nước là không hề bị trôi luôn nha mấy chị ơi. Và nó là thơm như vậy nha, nó rất là thơm luôn, rất là thơm. Và nó rất là trắng, nó rất là mịn màng, dễ chịu, và nó rất là thêm cho cái giọt lon. Dạ, cái chai màu đen, cái chai tắm trắng nha mấy chị nha. Là cái chai này mình sử dụng cho mấy em 1 tuần 2 lần nha mọi người nha. Một lần 15 đến 20 phút nha mấy chị nha. Đây, thế bây giờ khi mà mình xức lên nó trắng như thế này, trắng thì nó bật tông và trắng sáng như vậy nha. Đây là chai body ban đêm nha. Ý chai body ban ngày, nó sẽ trắng hơn chai body ban đêm. Thì chị em nào mà nếu mà có điều kiện thì nên mua một bộ giùm cho em. Cảm ơn con. Trời ơi, con là giỏ. Má nè, mấy con có được có comment nữa. Yến Nhi. Mi Phan nè, dạ gọi video con đi má hả? Con rảnh quá đang livestream gọi video con. Mấy chị nào mặt hàng đã lại xuống hồi giùm em hoặc là inbox trực tiếp cho anh Bùi Vĩnh Linh giùm em mọi người nha. Đây là sản phẩm tắm trắng của Hàn Quốc cho mọi người ơi. Một chai là 490.000, mọi người mua sẽ được free ship toàn quốc nha. Còn một bộ là 4 sản phẩm là 1.470.000, mấy chị mua sẽ được free ship toàn quốc luôn nha mấy chị nha. Con chân rất là rõ ràng. Trời ơi, ngon ăn vừa miệng như vậy nha, ngon ăn vừa miệng quý vị ơi.
rất là trắng xài, cực kỳ im cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ chân cứ để số điện thoại giùm cho em. Bên em số người alo cũng nhờ tư vấn cho quý vị đó nhiều. Đúng rồi, táp duyên ái vô. Một bộ nhiêu tiền anh Trúc Trần? Một bộ là 1.470.000, gồm 4 sản phẩm mà em nói về cái chai này mà xài rất là lâu luôn. 4 chai này là cầu xài 3 tháng, có nghĩa là một ngày tốn mấy chục ngàn thôi mà một làn da trắng, da đẹp, da sáng, da mịn. Con đen quá, anh Phương mốt lớn má cho con nha. Chào làm cha Tuấn Văn, chào em. Hello mọi người. Mọi người mua để lại khách hàng giùm em nha mọi người nha, hoặc là em mới trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em. Em nghĩ gì là nên inbox cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em những gì nha. Bùi Mạnh Linh sẽ tư vấn cho mọi người. Cảm ơn các con, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Yến Nhi, ok con, Hằng Võ ơi. Tim nè Mã ơi, trời mấy đứa này nó rảnh này sao vô thả tim tôi hoài. Một chai là mình tắm được 2 tháng cho mấy chị nha. Vì không? Khi mà mình xức kem lên cái làn da sẽ bật tông và trắng sáng lên. Cảm thấy rõ luôn nha mấy chị nha, cảm thấy rõ luôn. À, yêu máu quá hả, cảm ơn con rất là nhiều. À, cảm ơn mọi người nha. Ai mua hàng thì comment để số điện thoại, hoặc là ai cũng làm chi nhánh làm đại lý thì liên hệ inbox cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em như vậy nha. Ở nhà em là lúc nào cũng một nồi này hết, bởi sao tắm rất là an toàn, tắm nó hiệu quả, và đặc biệt là mình có thể sức mặt được luôn như vậy nha, sức mặt được luôn nha, không châm chích, không gây ngứa. Một bộ như vậy là 4 chai, 1.470.000 mà phi ship toàn quốc cho vị. Còn chân trời nữa để số điện thoại. Chẳng lắm hả, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Ai mà đang sử dụng sản phẩm này mọi người cho em tụi em cái feedback như vậy nha, cho em cái feedback để chứng minh mọi người thấy là nó trắng thiệt. Cái này em like là mấy năm trời như vậy nha, và rất là nhiều nghệ sĩ đã like và tin dùng sản phẩm này nhớ vậy nha. Kể tên đi Quỳnh. Cô Trịnh Kim Chi. Đúng rồi con. Vâng. Đúng rồi con. Kiều Anh má. Cô Kiều Anh. Chị Kiều Anh. Chị Kiều Anh. Chị Thiên Ngân. Quỳnh. Quỳnh Bích Bê. Thiên Ngân nữa. Thiên Ngân nữa. Thấy ghê không? Thấy không? Thấy ghê không? Chị Quỳnh nữa. Quỳnh nào? Quỳnh khùng. À má trắng mà sao con đen vậy? Từ ngày xưa đẻ mặn rùi bu con em đen vậy. Mai có like buổi trưa không? Có. Mai là không có tập bài bên anh Hoài Linh, cho nên mai trưa Lâm sẽ like một like, và tối Lâm sẽ like một like như vậy nha. Sao má đẹp vậy? Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn các con rất là nhiều. Các con muốn nghe má hát được không các con ơi? Hả? Bài gì? Em thích đó hả? Không, bây giờ mình hát bài khác đi. Hát rồi bài đó. Bài đó hay hả? Ok. Bây giờ Lâm sẽ uống một miếng vọng lên, uống một miếng nước lên để cho thấm cái vọng của Lâm, và Lâm sẽ hát cho mọi người nghe. Ok, cảm ơn mọi người. Dạ, mấy chị nào muốn mà tấm trắng á, mấy chị muốn đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha, hoặc inbox cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em luôn nha cả nhà ơi. 490.000 một chai sẽ được phi ship toàn quốc nha mấy chị nha. Ok. Rồi, bây giờ thì em hát nhưng mà mọi người vẫn nhớ ủng hộ giùm cho em gì nha, chỉ 490.000 thôi. Má hay lắm luôn hả? Trời, cảm ơn các con rất nhiều. Lần đầu tiên những đứa con mà tao nói sai sự thật như vậy. Đó mấy vị, mọi người tắm nè, mọi người nhớ kỳ mấy cái kẹt để Lâm nhớ gì nha. Bởi vì cái này là tính chất than tre, cho nên khi mà ở lộn than hoạt tính, cho nên khi mà mình sử dụng nó sẽ trôi cái móng tay của mình, nó cảm giác rất là dơ cái gì nha, rất là dơ. Cho nên mọi người sử dụng, mọi người chà cái móng tay sạch giùm cho Lâm, để nhiều khi mình ra đường nó trời nó ơ dơ cái gì đó, đất mà đóng cặn đâu vậy. Siêu trắng cho vậy luôn, mê lắm. Dạ xài là mê liền. 490.000, quá rẻ quý vị ơi. Một bộ đi anh Trương, cảm ơn vậy. Tóc có đẹp quá hả? Tóc tự nhiên nha các con nha. Thì để làm cái tóc này cũng rất là cực. Anh Phùng Thế Phi, chào anh Phùng Thế Phi. Anh Phương, chẳng Phương. À đó, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Có gì nè. Bài nãy. Cả nhà mình đặt hàng để lại số hồi giùm em cho cả nhà ơi. Anh bó cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em để lấy sỉ nha mấy chị nha. 490.000 một chai có bán lẻ luôn. Cái mình mua bộ là 1.470.000 nha cả nhà ơi. Một bộ 1.470.000 và phi ship toàn quốc cho gì luôn. Còn chân trai nữa để số thoại giùm cho em đi mọi người ơi. Gửi đi em dẫu cho mình phải chia ly, hay hơi là dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau. Hứa với anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau, dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ baby của anh? Mới đây ta đành xa nhau, đó cũng chỉ là thử thách để mai sau mình yêu nhau hơn. Không được khúc này. Anh xin lỗi em. Hay là chết, hát gì đâu á. Anh xin lỗi, lát nữa đóng phòng là anh hát cho em nghe.
À, má hát bài này hay quá, cảm ơn con. Ủa sao trời con tôi comment sao mà khán giả không comment gì trơn trời vậy? À, cảm ơn quý vị rất nhiều, hay quá má hả? Trời ơi, mấy đứa thiệt á, sau này tôi nhiều con với trời. Con ruột của má nàng Yến Nhi con thứ hai, nàng Hằng Võ nhỏ thứ ba. À, Kim Hồng là nhỏ con thứ tư của em, còn Quỳnh An là nhỏ con út em nha chị nha. Ê, Edit Bùi đồ đẹp má ơi, má này con ơi. Bây giờ em khuyên nếu như mọi người mà tin tưởng sản phẩm này, mọi người mua một bộ giùm cho em nha. Một bộ mình sẽ dưỡng được thường xuyên hơn, một bộ mình sẽ dưỡng được chăm khi mà mua về tự nhiên mình cảm mình xiên nha. Đừng mua lẻ, mua lẻ thì nó cũng được nha. Nhưng mà nó sẽ không phát huy hết tác dụng. Đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Nó là bị thiếu sản phẩm lắm quý vị. Quý vị nên mua một bộ giùm em, vừa có kem dưỡng này, vừa có sữa tắm hàng ngày, vừa có tắm trắng luôn. Là mình sản phẩm này rất hiệu quả, sau một tuần sử dụng là mấy chị trắng, cực kỳ trắng nha mấy chị nha. Còn chần chờ nữa cứ để số điện thoại giùm cho em, ủng hộ giùm cho em ngừng chai xài chơi. 490.000 một chai mọi người nha. Quý vị có thể mua lẻ một chai sử dụng thử cũng được luôn. Một bộ là 1.470.000. Nha, một bộ là 1.470.000, 4 chai như thế này. Mà quý vị thấy không, chai rất là sang, chai là chai mẹ nha, chai giọng mẹ nè. Chai giả nè quý vị, chai giả, em thấy chai giả rồi. Bây giờ cái chai thiệt là nó có chữ đây, còn chai giả nó không có chữ đây nha. Còn chai thiệt nó có hai chữ hai bên luôn, thấy không? Thấy không? Còn khi mà cái chai giả rất là lỏng như vậy nha, nó lỏng lắm, rất là lỏng luôn. Hoàng Diệt chào con, chào mọi người. Hát bài Như Năm Đồng Nai đi hả, cảm ơn mọi người. Bella anh em ra chưa, chào chị Bella anh. Cái này xài trắng lắm, cho em một bộ đi anh ơi. Rồi bây giờ em liên hệ cho Bùi Mạnh Linh giùm cho anh Lâm. Xài cực kỳ trắng, không trắng hoàn, trả lại tiền cho chị luôn. Đây cho đưa tiền như nè. Cái mình đang đặt hàng là mới trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Bùi Mạnh Linh là các bạn bán cái gì nha. Bùi Mạnh Linh là các bạn đang kinh doanh sản phẩm này. Khi mà mọi người gia nhập hệ thống thì bên Bùi Mạnh Linh sẽ hướng dẫn gì cách chạy quảng cáo, cách buôn bán như thế nào. Nếu mà những người mà từ con số 0, không biết kinh doanh nào, không biết buôn bán như thế nào, không biết mở tiệm nào, không biết đăng bài như thế nào, thì Bùi Mạnh Linh sẽ hướng dẫn gì cách mà tao nói bán đồ như vậy nha. Còn chần chờ nữa để số điện thoại ủng hộ giùm cho em nha mọi người ơi. Còn mấy chị muốn chắc chắn hơn nữa thì em bó trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Một chai như vậy là mình tắm được khoảng 2 tháng, một tuần mình sử dụng 2 lần giùm em. Đây là tắm trắng nha mấy chị nha, 490.000 một chai, sử dụng free ship toàn quốc luôn. Đúng rồi, ok Hân Trần, cảm ơn Hân Trần rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhanh tay lẹ chân quý vị nha, nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho Lâm. Để số điện thoại một bộ như thế này. Đây, mình xài bây giờ Lâm sẽ xức thử cái ban đêm cho chị, cho chị coi cái chất kem ban đêm. Không, này ban ngày rồi. Nhìn cái chất kem là biết ban gì luôn quý vị. Nhìn cái chất kem thôi là em biết nó ban gì luôn. Thấy không? Quý vị thấy không? Chất kem ban đêm nó sẽ... Nó sẽ im hơn, nó sẽ không có trắng bằng cái kia. Nhưng mà nó rất là thơm như vậy nha. Nó thơm cái mùi rất là dễ chịu. Nó như lâu sành vậy đó, mình dưỡng da. Nó sẽ cung cấp độ ẩm cho da mình như vậy nha. Mà dưỡng sâu từ bên trong. Mọi người nên sử dụng cái một bộ này. Em nói thiệt, một bộ khi mà mình trắng xong, cái mình sử dụng một bộ như thế này, vậy không? Là sẽ tan biến cái làn da chúng ta luôn. Tan biến cái làn da chúng ta luôn, vậy không? Rất là trắng, xài cực kỳ êm. Khi mà mình xài, cái cảm giác cái da mình nó ướt ẩm là nó cung cấp độ ẩm cho da mình nha. Dạ. Like xong má add con với hả? Ok Kim Hồng nè, Yến Nhi nè, thấy rồi. Thương má lắm, cảm ơn các con. Trời ơi, con của tôi. Nè nó thấm vô cho mấy chị nha. Xong mà nó khô thoáng không, nó không hề bị chỉnh chỉnh, không hề bị vết rít nha cả nhà ơi. Rất là thấm nói ra da của mình luôn. 490.000 một chai nha. Em nghĩ là mọi người nên mua một bộ đi mấy chị, một bộ là mình đủ đầy đủ sản phẩm hơn thì nó sẽ hiệu quả nhanh hơn nha mấy chị nha. Đây quý vị không, khi mà mình sử dụng cái làn da mình nó bật tông và trắng sáng cái này, quý vị coi đây, hai cái tay khác, trời đất ơi, nó khác rõ quý vị, nó khác rõ ràng luôn nè, thấy không, là mình sử dụng rất là im và rất là thơm cho làn da mình, cung cấp độ ẩm cho da. Mọi người còn chần chờ nữa để số điện thoại, nhanh tay lẹ chân quý vị nha, để số điện thoại giùm cho em. Bên em Salo cũng như tư vấn cho mọi người, xài rất là ngon quý vị nha, rất là trắng, xài cực kỳ êm luôn, để số điện thoại đi mọi người ơi. Đây. Ok Kim Hồng, đây. Sản phẩm này là Hàn Quốc 100% nha mấy chị nha. Mình xài rất là an toàn luôn nha cả nhà ơi. Trực in mới trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Đây, có địa chỉ cũng như là tem chống hàng giả là đầy đủ hết trơn hết trọi nha. Anh chị nào mua cứ để số điện thoại dùm cho em, không nói kể cho bằng lòng. Đây, đây, thì thấy chai đẹp không? Đây, nó in nổi luôn nha mấy chị nha, nó in nổi cho mọi người luôn. Và nó chất chống nắng cho mọi người luôn. Nó có ngày sử dụng, ngày sản xuất đồ. Tem đồ đầy đủ hết. Mã vạch, mã ơ đồ. Hướng dẫn sử dụng, không vàng lông luôn nè. Nếu mà xài vàng lông, trả tiền lại, trả tiền cho mọi người luôn. Cảm ơn mọi người. Hồng Được, em cảm ơn chị Hồng Được rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Dạ, ai mà muốn đặt hàng nữa là để lại số hồi giùm em, hoặc là inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Chào Di Bé nha. Di Bé hả? Dạ. Di Bé nhớ rồi. Mọi người mua hàng nữa để lại số hồi giùm em cho cả nhà ơi. Bây giờ là mấy chị mua một chai là
ngàn, cái một cái nhà mình mua bồi 4 sản phẩm là 1.470.000 là đều được free ship toàn quốc hết cho cả nhà mình luôn nha. Hôm nay là free ship hết cho mọi người luôn nha quý vị nha. Free ship hết cho mọi người luôn. Chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em, free ship hết cho mọi người. Dì bé nó bán được không cưng? Dì bé thấy tiễn sĩ tiễn ơ được cũng rình rần ha. Có sản phẩm nào chăm sóc lông mày không ạ? Có em Quang Thiêu á. Em chỉ đặt một bộ rồi hả Ngọc Xuyến? Cảm ơn Ngọc Xuyến rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chị em nào mua thì cứ để số điện thoại ủng hộ giùm cho em. Cực kỳ trắng và xài rất là đã luôn nha quý vị nha. Một bộ của nó như thế này, xài một bộ rồi rất là lâu luôn, 3-4 tháng mới hết. Để số điện thoại giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân đi quý vị ơi. Chỉ cần đặt hàng là để lại số điện thoại giùm em, hoặc là inbox cho bùi mình lên giùm em là đặt hàng được rồi nha mấy chị nha. Quý vị ơi, bây giờ chị em nào mua cái để số điện thoại gì nha. Bây giờ sẽ kết thúc live stream từ đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream của em. Bye bye mọi người, xin chào hẹn lại. Nhanh tay lẹ chân như chị nha. Đây là bộ sản phẩm của tấm trắng Air Skin, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Rất là trắng mà mọi người xài thì để số điện thoại xài thử giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân như chị nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người, xin chào hẹn lại. Tạm biệt mọi người.